chút là hôm nay mắt đau, cho nên người đội đeo kính râm, và lại cũng trong không khí rất thân thuộc gia đình, cũng sẽ không có một cái bản diễn văn nào cái sẵn cả. Ngày hôm nay thì người đứng ra chủ trì tổ chức buổi này là Hiệp hội UNESCO của Hà Nội, nằm trong cái hệ thống UNESCO của quốc gia và quốc tế. Và tôi hiện nay đang giữ cái trách nhiệm làm chủ tịch. Với cái mục tiêu của UNESCO là hướng tới những cái giá trị về văn hóa, khoa học, giáo dục, làm sao tạo được một cái đời sống công chúng hướng tới những cái đẹp, cái thiện, và để làm cho tốt hơn cái môi trường văn hóa của cộng đồng. Và cũng chính với cái mục tiêu ấy, ngày hôm nay có một cái may mắn rất lớn đối với chúng tôi là mời được hai vị lão thành đều vượt qua ngưỡng tuổi 90 rồi. Đó là giáo sư Trần Văn Khê, năm nay đã bước qua tuổi 91. Nói đến tuổi 91 mà tóc tôi có khi còn bạc hơn bác Khê cơ. Nhưng chúng tôi xin giới thiệu rằng là ngay những ngày vừa rồi là bác liên tục trên những chặng đường của mình để đi nói về văn hóa dân tộc, và đặc biệt về cái ứng xử con người Việt Nam trong những cái biến đổi hiện nay. Một vấn đề mà rất quan trọng nhưng cũng đầy cái nhức nhối mà chúng ta đang quan tâm. Và bác tranh thủ sáng nay bay ra đây dự với chúng ta, và ngày mai bác lại trở về tiếp tục hành trình của mình trên một cái chương trình là truyền bá những cái tri thức về văn hóa dân tộc, về cái ứng xử với mong muốn của một lớp người tuổi đã rất cao nhưng vẫn mong muốn những thế hệ tiếp theo gìn giữ được cái giá trị truyền thống của dân tộc, cũng như tiếp cận một cách lành mạnh với những giá trị hiện đại. Cho phép tôi thay mặt ban tổ chức và có lẽ thay mặt tất cả đây cảm ơn sự hiện diện của bác Trần Văn Khê ngày hôm nay. Và người cũng đã bước qua tuổi 90 thứ hai chính là tác giả hay là diễn giả của buổi trao đổi ngày hôm nay, đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Xin kính mời bác Phạm Duy ạ. Cách đây cũng đã hơn một năm, chúng tôi đã bác Phạm Duy thì gần đây cũng có mặt ở Hà Nội nhiều lần, cách đây chừng một năm, nhân cái kỷ niệm mà 15 năm tạp chí Xưa và Nay mà tôi là tổng biên tập, cũng như kỷ niệm 200 năm ngày thi hào Nguyễn Du, thì bác có ra Hà Nội và có một buổi thuyết trình mà chắc cũng có một số vị ở đây tham dự, về cái Kiều Ca, một cái tác phẩm mà bác đang tiếp tục hoàn thiện, về một trong những tác gia lớn cũng như tác phẩm lớn của văn hóa dân tộc là chữ Kiều. Ngày hôm nay chủ đề chính của chúng ta là thơ phổ nhạc. Là người nghiên cứu lịch sử chắc đều nhớ tới một cái câu nhận xét của những nhà cai trị thực dân nhưng đồng thời cũng là những nhà văn hóa. Nếu tôi nhớ không nhầm là ông Toàn Quyền, The Renaissance. Ông nhận xét rằng ở mỗi con người Việt Nam ấy, có một nhà thơ, một ông quan. Cái tâm lý muốn làm quan thì có lẽ đến bây giờ vẫn còn, và cái truyền thống làm thơ bây giờ cũng còn. Mặc dù mấy hôm nay chúng tôi đọc trên tờ báo Thể thao Văn hóa nói rằng thì như thơ đã chết ở nơi này nơi khác trên thế giới, nhưng thơ ca Việt Nam vẫn tồn tại. Và có lẽ nó cũng để dấu ấn trong cái quá trình hình thành cái nền tân nhạc Việt Nam, đó là một cái dạng thái là phổ thơ, phổ nhạc cho thơ. Đấy là cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu, như là một cái sự bổ sung cho những tri thức mà từ một con người đã từng trải nghiệm qua chính cuộc đời làm nghệ thuật của mình là nhạc sĩ Phạm Duy. Trước khi nhạc sĩ Phạm Duy cất lời, cho phép tôi kính mời giáo sư Trần Văn Khê có đôi lời với chúng ta về những vấn đề văn hóa mà giáo sư đang quan tâm, và nhất là về người bạn đồng thời với mình là nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng tôi sẽ không giới thiệu thành phần tham dự ngày hôm nay, bởi vì trước hết
đó là những người yêu văn hóa và yêu Phạm Duy có mặt ngày hôm nay. Ở đây chúng tôi xin kính mời bác Trần Văn Phê, vì tuổi rất cao cho nên không có lẽ để bác cứ ở dưới thì con ạ. Cứ để bác ở dưới nói thôi. Bác lên được không ạ? À, nếu bác lên được thì quý hóa quá. À, xin chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Còn phần trước sau chúng tôi xin mời một bạn của tôi, là anh bạn này rất là quen thuộc với nhiều anh em văn nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc cho đến văn học nghệ thuật, anh Tự Kha. Xin mời anh sẽ làm tiếp cái chương trình ngày hôm nay. Bác Khê nói trước hay là bác mời bác Khê? Dạ, kính thưa quý vị, tất cả các bạn ở đây yêu mến, tất cả những người mà gặp đến nay, chúng gần như là khi mới vừa nghe, tôi mới vừa nghe, tức là yêu văn hóa và yêu Phạm Duy. Thì tôi hôm nay đi ra đây, đó là chỉ không phải là một cái người đi ra đây mà nói chuyện gì cho quan trọng, là bởi vì Phạm Duy đối với tôi là một người bạn thương yêu nhau từ 60 năm nay. Và tôi có được một cái nhiều cái may, mặc dù tôi nghiên cứu âm nhạc dân tộc truyền thống, nhưng mà tôi theo dõi những công việc làm của những người bạn thân của tôi là Lưu Hữu Phước, Phạm Duy, Đỗ Nhuận, Lê Thương, Văn Cao. Thì mỗi một lần có cái gì sáng tác thì luôn luôn Phạm Duy gửi tới cho Khê và ký tên Phạm Duy với một cái cần qua. Nhờ đó mà tôi biết được bao nhiêu chuyện của bạn tôi làm. Mà lần đầu tiên khi mà tôi gặp Phạm Duy đi theo kính của Sạc Lô Miều đi diễn ở tại các nơi, thì ở tại Cầu Lô Vĩnh Long năm 1946, một buổi chiều Phạm Duy là nói chuyện với tôi, nói khi tôi có phổ nhạc mấy bài thơ, nhưng bài thơ đầu tiên đầu tay của tôi là thơ của Nguyễn Bính. Thì Phạm Duy nói chuyện với tôi ngồi nghe, tôi cũng đương thích thú lắm. Là bởi vì cũng năm 1946, tôi đọc thơ Nguyễn Nhật Pháp mà tôi thích quá, tôi ngâm thơ của Nguyễn Nhật Pháp theo phong cách mới. Thì tôi nghe nó có người bạn này phổ nhạc, mình coi coi, tôi không dám nói tôi phổ nhạc, tôi chỉ nói tôi ngâm thơ theo phong cách mới thôi. Thế nhưng mà Phạm Duy phổ nhạc nói chuyện tôi nghe, thì tôi giật mình, tôi thấy những là thơ bảy chữ mà nó ngắn gọn, mà trong đó nó có ba đoạn chính mà Phạm Duy mở đầu ra nói chuyện với tôi đó. Khê ơi, cái này là tiết tấu của mình, mình làm nhịp ba, là bởi vì mình mở đầu câu chuyện cũng như mình có kể chuyện thì không thể nào mà làm cái nhịp đôi. Cho nên Phạm Duy làm là trên con đường chiều một khách thơ say nhìn bên rặng suối đang mờ, khi trời trong sáng và êm ái, thấp thoáng rừng mơ cô hai mơ. Tôi thú vị quá. Khi mà cái trường Phạm Duy nói gặp con gái đó, thì là con gái không còn nói con cái gì ba nữa. Đối với như này, hỡi cô con gái hai mơ ra, cô chùa về ước đường thì còn xa, mà ánh trời hôm gần sắp tắt, hãy cố ở lại về cùng ta. Phạm Duy chọc như thế. Rồi lại, nhà ta ở dưới gốc cây dương, cách đông hương sơn mây dằm đường, có tiếng nước sông tu dốc rách, có hoa bên suối ngát đưa hương. Cô hai mơ ơi, chẳng trả lại tôi lấy lừa lời. Đây là minor, tức là thứ cứ lặng mà đi rồi quyết bấm. Cái cảnh nó mơ hồ, rừng mơ hiu hắt, lá mưa rơi, lá cho chuyển sang qua, mà rơi chuyển sang qua cái bằng trướng. Thành ra tôi thấy rõ ràng cái lá rơi xuống, tôi nói Phạm Duy tuyệt vời, làm học mà rơi minor mà đi như thế này, tôi thấy thích quá đi. Mà năm đó là cái năm tôi làm cái bài đi chơi chùa Hương,
Thì tôi về tôi nói lại, mình nói chuyện kể chuyện là thuộc câu chuyện, còn Hoàng Duy làm ra thành ra một nhạc phẩm. Rồi tôi nhớ lại năm 1943, thì Lưu Hữu Phước là bạn tôi, lúc đó là các cô ở Đồng Khánh muốn dựng lên cái kịch Tục Lụy, kịch của Khái Hưng, Thế Nữ chuyển thể thành thơ, mà Thế Nữ nói là đọc thơ mãi nghe cũng chán, cho nên mời các cô đó bảo tên mời ông Lưu Hữu Phước phổ nhạc cho. Mà Lưu Hữu Phước là người ăn ngay nói thẳng, các cô đó đã nói là thưa ông, chúng tôi đến đây để nhờ ông phổ nhạc cho thơ của Thế Nữ để chúng tôi diễn ra trên nhà hát lớn. Ông Phước nói, tôi đó bây giờ tôi sáng tác cho tôi không biết phổ nhạc bao giờ. Thì nói khoảng nhân, các cô đi nói thế này, vâng, chúng tôi biết ông chưa phổ nhạc bao giờ, nhưng hôm nay ông nể cái ý kiến chúng tôi yêu cầu và lời nói của Thế Nữ. Ông cố lên tí ông nhé, ông cố lên tí ông nhé. Câu dịu dàng đó, một nụ cười trên môi, cô đi ra về rồi. Phước ngồi nhìn, lặp lại đùa như tôi, ông cố lên tí ông nhé, ông cố lên tí. Không ngờ cái câu đó mà đã gợi hứng cho người nhạc sĩ năm 1943 phổ nhạc cả một kịch thơ của Thế Nữ. Thế nhưng mà từ 43 tới sau không còn làm bài nào khác nữa, là bởi vì Lưu Hữu Phước chỉ sáng tác mà không có phổ nhạc. Nhưng mà bạn của tôi là Phạm Duy phổ nhạc từ đó cho tới mãi mãi sau, và kể ra trong cả ngàn bài của Phạm Duy sáng tác, đa số cũng là điều phổ nhạc. Mà phổ nhạc của Phạm Duy tài tình lắm, và tôi hôm nay không phải đến đây mà nói, là bởi vì bạn của tôi sẽ nói ra có lẽ là tinh vi, tế nhị, đầy đủ, sâu sắc hơn, và có nhiều người khác cũng như thế. Nhưng mà cái cảm giác của tôi đó là tôi nói riêng với Phạm Duy là lần đầu tiên khi Phạm Duy còn học nhạc bên phương Tây làm phổ nhạc như thế. Mà riêng cái này hôm nay thì chuyện này không có thu, xin cho phép mở ngoặc ra là lúc đó hai anh em chúng tôi gặp nhau năm 1946, tôi thấy Phạm Duy có một cuốn La Vie nhất, La Vie de Musicien hay quá, mà Phạm Duy ghi chú trong đó nhiều lắm. Tôi thấy Duy đây cho tôi mượn tiền để tôi xem nhé, thì Duy nói được, tôi cho cậu mượn, nhưng đây là mẹ của tôi đây, Duy có nói đây. Thì tôi đi đem về, tôi cũng trân trọng. Không ngờ rằng Duy thì đi kháng chiến chỗ khác, tôi thì đi kháng chiến ở miền Tây, nhưng mà không ngờ rằng cái cuốn sách đó cứu mạng tôi. Là bởi vì khi tôi sốc bị bắn, là bởi vì ở tại cái chỗ ngã bãi đó, hay ai bị nhìn mặt là người Việt Minh thì bị bắn. Thì tôi trong lúc đó là tôi là trong Cộng hòa Việt Minh, mà tôi là được anh Quỳnh Văn Tiến và Trần Danh Giàu cho cái chức là nhạc trưởng quân đội Nam Bộ, ăn mặc cái quân phục. Thì người ta nói thằng này là Việt Minh chất gốc. Bữa đó Pháp bị mất 110 người, bắn 10 người trả thù. Tôi là người thứ 8. Thì bỗng nhiên cái anh mà xét xuống dưới thuyền, thấy có chiếc La Vie nhắc cầm lên, nói với tôi, nói anh đọc được cái này, anh làm nhạc, tại sao là anh đi theo ăn cướp? Tôi nói ai là ăn cướp? Tôi nói không, nói là Việt Minh. Thì tôi nói rằng anh cũng chưa biết Việt Nam độc lập đồng minh là cái gì. Anh hồi trước bên Pháp anh có kháng chiến không? Nó có. Thì tại sao? Bởi vì anh Đức chiếm đất nước anh. Rồi cái nó còn anh bây giờ anh tới chiếm đất nước tôi. Nó không, tôi chiếm thuộc địa của tôi, thuộc địa của anh mà nước của tôi. Cãi qua cãi lại như vậy một hồi, ông đã xúc động. Ông nói tiếc quá, bắn anh như vậy thì tội nghiệp anh, để tôi cứu anh. Thì ông làm cách là bộ dẫn tôi xuống dưới thuyền, đứng cho tôi để tôi tránh khỏi, nhờ cái quyển là mà cứu mạng tôi. Mà cái quyển đó tôi đem đi sau khi chạy trong chiến khu, đi lên cả đi nước này nước kia trở về, gặp Phạm Duy trở lại tại Pháp, tôi trao người mẹ Phạm Duy lại cho Phạm Duy nguyên. Chỉ là nói như dài dòng như thế để các bạn thấy rằng giữa anh em chúng tôi nó có cái tình thương, không phải là chỉ bên âm nhạc không, mà nó có cái tình thương, nó gần như gắn bó với nhau, nó có nhiều cái chuyện. Thành ra trong cả đời có nhiều cái đâu phải mà thương nhau hoài, lâu lâu cũng giận chứ. Thế nhưng mà giận mà thương thì thương. Và cũng như là biến động. Rồi tôi sẽ nghe Phạm Duy phổ nhạc. Lạ, tôi là cái người âm nhạc dân tộc. Khi nào mà đụng tới âm nhạc dân tộc là tôi làm như tôi thấy có cái gì gần gũi, thấy có cái gì yêu thương. Mà Phạm Duy
chất nhạc Việt Nam dân ca và âm nhạc dân tộc ở trong huyết quản của Phạm Duy. Chẳng hạn như bây giờ đừng nói chi nhiều, khi mà tôi nghe thấy cái bài mà Phạm Duy phổ nhạc trèo lên cái bưởi hái hoa, thì là Phạm Duy làm trèo lên, lên trèo lên, trèo lên, lên trèo lên, lên cái bưởi hái hoa, họ sang từ xê đi thì liêu liêu thì liêu công xê sang, y như là cái bản lưu thủy, họ là họ từ sang xê sang, họ là họ từ sang, rồi cái xê công sang công xê, họ sang xê sang xê, họ từ sang công, họ công xê sang công xê, họ xê công xê sang liêu, từ dưới đi lên trên. Phạm Duy không có để ý tới, tôi biết Phạm Duy không nghĩ tới bài đó, mà bỗng nhiên tôi nghe cái đó tôi thấy này là đây là dân tộc, tôi bước xuống cũng là dân tộc, thành ra cái Phạm Duy làm vũ cung mà rất dân tộc, thì điều đó nó làm như cho tôi xúc động. Đó là một cái tính chất thứ nhì mà tôi thấy rằng trong cái phổ nhạc của Phạm Duy nó có đậm màu dân tộc. Rồi đặc biệt cái nữa là thứ nhất cái khó phần phổ nhạc là lục bát, mà Phạm Duy phổ nhạc lục bát rất tài tình, có khi rất là đơn sơ đơn giản, y theo những cái lời thơ, kể cả lời thơ dẫn anh nhắc nhạc, nhưng mà có khi biến hóa ra. Thì chẳng hạn như khi mà cái hồi Phạm Duy tôi đau nằm tại bệnh viện, và Phạm Duy gửi cho tôi mà 10 bài bình ca, tôi đọc 10 bài bình ca đó, tôi thức thú vị quá, tôi ra khỏi nhà thương. Thì là cái bài đó, bài thứ 5 của Phạm Duy đó, cái hồi mà cái bài ru mẹ, thì tôi nhớ Phạm Duy nói rằng mẹ 50 tuổi chiến tranh đó, mà mẹ tôi rất ngủ khó khăn, xưa nay xưa nay ru mẹ toàn bằng đáng qua. Rồi mẹ ơi rất ngủ dịu dàng, hôm nay con xin ru mẹ ngủ càng phải ru. Thì những cái câu Phạm Duy làm cái nhạc đó, nó rất là đặc biệt và rất là dễ dàng. Nhưng mà xưa nay ru mẹ toàn bằng đáng qua, từ nay rất ngủ mù màng, con xin ru con ơi mang, con xin ru mẹ 1000 lời ru, con xin ru mẹ 1000 lời ru. Nhưng mà thôi, là vần thơ tiếng hát Nguyễn Du, tiếng hát Nguyễn Du, vần thơ sao tám hát cho hòa bình, tiếng hát Nguyễn Du, vần thơ sao tám hát cho hòa bình. Nó lạ, nó mới, nhưng mà nó làm phổ nhạc, làm cho cái lục bát nó biến thể, nó viết ra nhiều cách. Thì cái phổ nhạc của Phạm Duy đó, nó không phải đi theo một cung, nó không phải chuyển cung, nó không phải chuyển bực, nó không phải chuyển hèo, nó không phải là một cái chuyển điệu thức, không phải chuyển điệu, mà là chuyển hệ và chuyển hò, tức là hai cái cách dùng ở trong âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam mà bạn đã dùng, mà ông Constantin Paris ông đã cho định cho là metabol, tức là cái chuyện đó. Thì trong Phạm Duy có tất cả những chuyện đó, mà chẳng những như thế là Phạm Duy để còn làm cho thấy hình ảnh nó sung sôi động lên. Giả sử như câu tôi nói hồi nãy, trèo lên cái bưởi hái hoa, mà nếu mình dùng đọc chữ không trèo lên cái bưởi hái hoa, không có bằng cái câu trèo lên cây bưởi hái hoa, không thế nào ai không thấy cái trèo lên. Rồi ngoài ra thì Phạm Duy phổ nhạc không biết bao nhiêu người, là từ nhà thơ, từ Hằng Mặc Tử rồi Hoàng Công rồi cả đạo thơ, cả những Phạm Thiên Thư, thì hết sức là đa dạng. Mà có cái khi mà Phạm Duy nói chuyện tôi phổ nhạc kiều, tôi là sợ, tôi nói chết rồi, cái này là gặp nhầm cái chỗ đó, cái chuyện khó vô cùng. Thì Phạm Duy và có cháu Như Cường làm những cái bài phổ nhạc về dựng kiều, thì tôi nghe đó thì cũng có bản thích và cũng có bản cũng chưa thích. Thế nhưng mà tôi cũng phải nhìn nhận rằng Phạm Duy có cái óc sáng tạo, mà phổ nhạc như khi hồi nãy cái bài trèo lên ghi mũi phổi hái qua đó thì giữ nguyên văn của nhà thơ, nhưng mà tới chung chuyện kiều thì Phạm Duy có gan dám sửa lại một câu, nhưng mà sửa lại một câu để cho thấy một cái hình ảnh hai cô thí kiều và thí dân e lệ nép vào chữ hoa, cái câu chàng vương quen mặt ra chào, hai kiều e lệ nép vào chữ hoa. Thì cái câu đó mà nếu mà chàng vương, cái đầu câu đầu Phạm Duy làm chàng vương quen mặt ra chào, nếu mà làm hai kiều e lệ
nếp vào dưới qua hết sức tầm thường, hết sức dở. Nhưng bà Phong Nhi cũng làm vậy. Chàng vương quen mặt rõ chào, nếp khép nếp bên qua, khép nếp bên qua hai kiều. Thì khép nếp bên qua như này, người chị đây, người em đây, hai kiều. Chàng vương quen mặt quá chào, rõ chào, khép nếp bên qua, khép nếp bên qua hai kiều. Thì cái đó là cái hình ảnh làm cho tôi thấy hai người con gái rõ ràng đi ra, tôi ôm bạn đi, tôi nói mấy cái này là mấy cái làm cho khi thú vị, làm cho đọc mà hưởng ứng, nghe mà thích thú. Thì cái đó là những cái biệt tài của Phạm Duy, làm cho nó để cho chúng ta thấy hôm nay là ngày Phạm Duy là một cái người sáng tác đa dạng, mà không phải lúc nào cũng theo lúc đấy. Khi mà dùng những cái syllabic, tức là một chữ một giọng, nhưng mà có nhiều khi phải dùng melismatic, melism là đặng mạch uống trị, nhưng mà trèo lên cái bưởi hay qua thì là melism. Thì bao nhiêu là thủ pháp, bao nhiêu là cái cách. Nhưng mà tôi thích Phạm Duy cái chỗ này. Phạm Duy học nhạc phương, học nhạc Tây. Sang hồi năm 1954 đó, qua bên Pháp, thì Phạm Duy đi học kỹ lắm, học nhạc sáng tác, rồi đi vô học nhạc nghiên cứu với ông Say Dê với tôi. Thì tôi nói Phạm Duy học không đàn nhạc được biết cái gì. Thì Phạm Duy nói, ôi, biết cũng nhiều chuyện qua lắm, nhưng mà học với ông thầy rồi để gửi trả lời cho ông thầy, chứ nếu để cho ông thầy chi phối mình còn gì làm mình. Tôi mắng tại Phạm Duy, tôi nói đúng, làm như vậy chứ nếu để cho nhạc phương Tây mà nó chi phối nhạc Phạm Duy, không còn Phạm Duy sáng tác như vậy, Phạm Duy không còn là Phạm Duy. Phạm Duy là sẽ là một sản phẩm của cái chuyện âm nhạc có thể là âm nhạc cao cấp, là âm nhạc bác học. Thì thành ra Phạm Duy biết học mà biết lúc nào phải giữ mà lúc nào phải không. Thì thành ra cái đó nó là thêm một cái biệt tài của Phạm Duy nữa. Thì hôm nay tôi chỉ đến đây để mà nói lại với các bạn. Thứ nhất là về cái tài nghệ đa dạng, phong phú của Phạm Duy. Và Phạm Duy chẳng những làm nhiều chuyện không phải phổ nhạc như mà thơ của Việt Nam, kể cả thơ Apollinaire mà còn phổ nhạc được. Mà chẳng những phổ nhạc thôi thì Phạm Duy làm cái chuyện ngược lại. Bởi vì cái bài thơ cho nhạc vào trong thơ, nhưng mà cái bài nhạc nó hay, Phạm Duy cho thơ vào trong nhạc, làm âm nhạc, hồn nhạc, quyển hồn thơ. Mà hồn thơ nó dính vào tiếng nhạc, và tiếng nhạc thiên dương trong tiếng thơ. Mà Phạm Duy làm cái bài chẳng hạn như Ta Nhất Quyết Lương, đó là cái bài danh tiếng của Johann Sebastian Strauss ở tại bên nước Áo. Thì cái bài đó ai cũng biết, nhưng mà lời ca thì có nhiều lắm, nhưng mà lời ca của Phạm Duy sát lời với cái nghĩa, sát lời với cái nhạc, mà lại có thể dùng lời đó mà hát được. Thì cái điều đó tôi thấy là gần như là một người phù thủy về cái chuyện mà ngôn ngữ đưa ra đưa vào, đảo tới đảo lui, từ tiếng Pháp đi ra tiếng Việt, từ tiếng Anh đi ra tiếng Việt, từ tiếng Việt đi ra tiếng Anh. Thì Phạm Duy làm cái chuyện đó coi như là một chuyện dẫn chơi, nhưng mà khi mà nghe kỹ, khi mà đọc kỹ lại thì nó phong phú, thì nó có cả văn chương, nó có cả nghệ thuật, nó có cả một cái gì rất đẹp của trong văn hóa chung của thế giới và văn hóa đặc biệt của người Việt Nam, người nước Việt Nam. Tôi đi đâu tôi nói chuyện về bạn của tôi thì tôi rất hãnh diện, mà khi tôi đưa ra một cái nét nhạc của bạn tôi nói chuyện gì thì nhiều người thế giới cũng rất là khen. Khi tôi gặp Gucci bên Canada, gặp nhiều người khác, thì tất cả những chuyện đó hôm nay tôi xin nói lời thưa lời với các bạn là chúng tôi quen nhau, chúng tôi biết nhau. Tôi hôm nay đến nói đến đây mà tôi cũng phải nói để khen Phạm Duy, khen Phạm Duy cũng như là khen Phò Mã Tốt Áo. Thì hôm nay thì chỉ nói tâm tình của tôi đối với Phạm Duy và tất cả cái gì tôi nhận xét được ngang qua cái nhãn kính của một cái người chuyên môn nghiên cứu âm nhạc truyền thống, tức là Phạm Duy. Trong cái lúc mà vận hành giai điệu, phát triển nét nhạc, đặc biệt là thiệt dân tộc Việt Nam mà dính với cả một phần lớn của đờn ca tài tử miền Nam. Và xin có đôi lời như thế. Mà Phạm Duy ơi, chúng mình quen nhau từ thuở đôi mươi, hôm nay gặp lại 90 tuổi rồi, mặc cho vật đổi sao dời,
đến khi trăm tuổi vẫn ngồi bên nhau. Xin cảm ơn thầy giáo sư Trần Văn Phê. Xin mời chị Hải Âu nói gì đại diện cho Hiệp hội UNESCO Hà Nội lên kính tặng bác Trần Văn Phê như một lời chúc thọ, và lời chúc là những điều mong muốn của bác muốn trao truyền lại những giá trị văn hóa của dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn. Đây là lời phó chủ tịch của Hiệp hội UNESCO, là một nhà giáo Đại học Bách Khoa.